hòa theo những tiếng rô hò trong men say. Các cô gái khỏa thân với trò chơi kích dục dưới ánh đèn mờ ảo. Khói thuốc lá, khói xì xa bay mù mịt, tạo nên một động thiên thai mà ít ai dám nghĩ tới. Những cô gái sau khi đã bán hết xiêm y, biểu diễn hết các trò để moi tiền khách, kể cả là việc mời khách thoát y cùng, thì bắt đầu quay sang gạ bán thần. Với mức giá từ 2 triệu cho một lần tẩu nhanh và 4 đến 5 triệu đồng nếu đồng ý qua đêm. Ngoài tàu nhanh, những cô gái này sẵn sàng gả gẫm đi chơi xa, sẵn sàng hành lạc tập thể mà không một chút ngần ngại. Dĩ nhiên, để nhận được sự gật đầu, khách phải biết chơi, chịu chi khi chỉ tính riêng số tiền bỏ ra cho mỗi cuộc chơi trong phòng hát đã lên tới vài chục triệu đồng. Trong tất cả các cuộc vui mà tôi được tham gia, việc biến tướng loại hình hát karaoke thuần túy thành các động khiêu dâm diễn ra ngang nhiên, không cần giấu giếm. Từ lâu, việc mua bán dâm hay những mô hình kinh doanh kích dục đã bị dư luận lên án. Thế nhưng, thực tế không chỉ riêng loại hình hát karaoke mà còn khá nhiều loại hình dịch vụ nhạy cảm khác vẫn biến tướng tồn tại trên địa bàn thành phố Hà Nội. Vậy, ngoài quận Cầu Giấy, Ba Đình, Hai Bà Trưng như chúng tôi đã nêu thì còn bao nhiêu quán karaoke ở các quận, huyện có những mô hình quái đản như thế này? Bên cạnh việc công nhân biểu diễn khiêu dâm, chắc nhiều người vẫn chưa thể nào quên vụ hỏa hoạn tại quán karaoke 68 Trần Thái Tông xảy ra vào tháng 11 năm 2016, khiến nhiều người thương vong chỉ vì chủ quán không đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy. Vậy nhưng tại các quán karaoke mà chúng tôi ghi nhận, dù có nhiều dấu hiệu chưa đủ điều kiện về hành lang, cầu thang thoát hiểm, bình chữa cháy, nhưng vẫn thỏa sức hoạt động quá giờ, kèm theo đó là những hoạt động thác loạn, vi phạm thuần phong mỹ tục như những hình ảnh đã được phản ánh. Đến đây, dư luận không khỏi đặt ra nghi ngờ về vấn nạn tiêu cực và đặt ra câu hỏi cơ quan chức năng đang ở đâu? Liệu những quán karaoke mà chúng tôi phản ánh có được phép hoạt động? Có hay không việc chống lưng cho những sai phạm trên? Và đến bao giờ các động thiên thai giữa lòng Hà Nội mới bị xóa bỏ?